tưởng rằng nó sẽ chết. Bởi tư thế này xem như án tử đã ăn bài. Mọi vũ khí tối thượng nhất của con báo hoa mai đang chế ngự Linh Dương một cách hiệu quả. Nhưng không, sau khi cố gắng hít thử, Linh Dương có hành động hết sức bất ngờ. Hai chân sau nó không ngừng đạp mạnh vào mặt đất, sự vùng vẫy hết mức có thể để đánh bật sức tì đè của kẻ đi săn ra. Con báo thật ghê gớm, nó đang làm mọi cách để giữ lấy tư thế cũ. Thành công rồi, kẻ gặp nạn đã đứng lên được. Một sự phản kháng ngoài sức tưởng tượng. Liệu bước ngoặt này có giúp nó thoát được án tử hay không? Không dễ gì mà kẻ đi săn ma mảnh này buông tha. Nó vẫn khóa chặt cái đầu Linh Dương, bu bám dính như keo. Linh Dương cần dừng lại để thử. Với tư thế này, cặp sừng nó vẫn không thể với tới kẻ đi săn. Toàn bộ cơ thể con báo đưa hết về phía sau, song song với thân con mồi, giúp nó vừa tránh được cặp sừng, vừa dùng trọng lượng của cơ thể để trì kéo con mồi lại. Giờ là cuộc chiến giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Linh Dương dùng lực hất con báo ra, trong khi con báo dùng sức để bu bám. Một nguồn năng lượng khổng lồ bị mất đi. Thật kinh điển, cuộc chiến diễn ra nhiều giờ đồng hồ liền. Linh Dương quá kiên cường, còn hơi thở là nó vẫn còn chiến đấu tới cùng. Rất quả cảm. Nhưng cuối cùng, kẻ mạnh nhất không phải là nó.